là Thắng với gà xe máy cánh phép. Hello cả nhà nha, nay em lên cho anh em con Taiga theo yêu cầu của anh nào trên YouTube nè, trên kênh nè, em lên cảnh nha. Rồi tất cả mọi người xem luôn. Hai giá tê nha anh em, hai giá tê 208, giá ghế bèo nhèo luôn, 6 triệu anh em. Máy zin chạy ngon lắm nha anh em. Em chạy rồi, con này em thấy em cầm chạy ngon lắm, máy móc in ru luôn nha anh em. Đấy. Máy đang nổ nha anh em, 6 triệu rồi anh em ơi. Tay ga đi chợ đi búa rồi, đưa con em đi học rồi. Cái này thì 6 triệu vàng thì ngoài nó không đẹp đâu nè, đèn ngọc của đó mà nè, nè không đĩa nha. Máy im ngon luôn nha nè, máy quá im luôn này mà. Nè xăng lớn nè, tiếng còn cây luôn nè. Khẽ nha, bẹn bút con 208, giao thẻ cho anh em xài, giá 6 triệu đó, lên lẻ cho anh trai ra. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ bên em nha, em có để số điện thoại của anh Trường với anh Sang bên dưới phần link mô tả nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha.